Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập phần cuối cùng của chương 4 của chương 1. Chúng ta dành nhiều thời gian cho chương 1 bởi hai lý do sau đây. Thứ nhất là cái chương 1 này á ở một số giáo trình cũng như cái cấu trúc chương trình ở một số trường á, họ tách ra làm hai phần, đó là chương ma trận và chương hệ phương trình tuyến tính. Ở đây thì chúng ta nhập lại, cái đó là tùy theo cái quan điểm viết của mỗi người thôi. Thứ hai á, là cái chương này á, nó các kiến thức của nó sẽ được sử dụng rất là nhiều trong các cái chương phía sau. Khi các em học các chương phía sau, các em thấy là mình thường gặp lại cái việc biến đổi ma trận này, tìm hạng của ma trận, rồi giải những hệ phương trình tuyến tính, tính định thức vân vân. Đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta làm nó tương đối kỹ cái chương thứ nhất này. Hôm nay ôn tập cái phần cuối cùng của chương 1 thì chúng ta sẽ ôn tập cái nội dung là hạng của ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta bắt đầu các em nghe. Câu 31, mệnh đề nào sau đây sai? Người ta cho mình 4 mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là hạng của ma trận 2A bằng hạng của ma trận A. Hạng của ma trận A thì bé bằng số cột của ma trận A. Hạng của ma trận A thì khác hạng ma trận chuyển vị của ma trận A. Và đây là ABC đều sai. Như vậy các em thấy câu này nó liên quan đến vấn đề là hạng của ma trận. Thế đối với hạng của ma trận thì chúng ta cần phải nhớ những điểm gì nè? Thứ nhất là chúng ta phải nhớ định nghĩa hạng của ma trận. Hạng của một ma trận là cấp cao nhất của định thức con khác không của ma trận đó. Và ví dụ như là cái ma trận A, trong số những định thức con khác không của nó thì định thức con cấp cao nhất là cấp 4, thì ta nói hạng của A là 4. Nếu như cấp cao nhất của định thức con khác không là 3 thì ta nói hạng của A là 3. Thứ hai là chúng ta cần phải biết cách tìm hạng của ma trận. Nếu muốn tìm hạng của ma trận thì ngoài việc là sử dụng cái định nghĩa như nói ở trên, thì các em có thể sử dụng các phép biến đổi sơ cấp để đưa cái ma trận A đó về một cái ma trận bậc thang. Mà ta biết rằng là hạng của ma trận bậc thang thì nó bằng số dòng khác không của ma trận bậc thang. Như vậy là đếm số dòng khác không của ma trận bậc thang thì ta suy ra được hạng của ma trận A. Và cách này là cách chính để tìm hạng của ma trận. Bây giờ nhìn vào cái câu 31, các em thấy nè, mệnh đề A nói rằng là hạng của ma trận 2A bằng hạng của A. Mệnh đề B đó là hạng của A thì bé bằng số cột của A. Mệnh đề C nói là hạng của A thì khác hạng của ma trận chuyển vị của A. D là A, B, C đều sai. Thế bây giờ ta nhớ lại rằng là các phép biến đổi sơ cấp thì nó không làm thay đổi hạng của ma trận. Đã, vừa rồi nói rằng là nếu chúng ta đưa ma trận A về ma trận bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp thì hạng của A chính là hạng của ma trận bậc thang. Và ta có ghi chú thứ hai, đó là hạng của một cái ma trận cấp M nhân N thì bao giờ nó cũng phải bé bằng là min của M với N. Tại vì sao như vậy? Là bởi vì á, một cái ma trận A cấp M nhân N thì cái định thức con mà cấp lớn nhất của nó thì chỉ có thể là cái min của M và N mà thôi. Và chúng ta biết nữa là định thức của A thì bằng định thức của ma trận chuyển vị. Như vậy thì em thấy nè, 2A có nghĩa là mình lấy ma trận A mình nhân với số 2, thì cái nhân số 2 và ma trận là một phép biến đổi sơ cấp, cho nên cái hạng của 2A và hạng của A thì nó bằng nhau. Như vậy là mình lấy A đúng. Thì với ghi chú thứ hai là hạng của ma trận A cấp MN thì bé bằng số nhỏ nhất trong cái số dòng và số cột của nó, thì ta thấy là mệnh đề B cũng đúng. RA thì phải bé bằng số cột của A. C thì sai, là bởi vì ta biết là det A thì bằng det AT, cho nên dễ dàng từ đó ta suy ra được là hạng của A thì phải bằng hạng của ma trận chuyển vị. Cho nên mệnh đề C nói rằng là hạng của A mà khác hạng của AT là sai rồi. Như vậy thì nếu đề hỏi mệnh đề nào sau đây sai thì ta chọn C. Các thầy kịp không?
Câu tiếp theo, câu 32. Câu này cũng liên quan đến hạng của ma trận. Cho A là ma trận vuông cấp 4, có hạng là 3. Mệnh đề nào sau đây đúng? Thứ nhất, định thức của ma trận A là 3. Thứ hai, định thức của ma trận 2A thì bằng 2 mũ 3 nhân 3. C là định thức A bằng 0. Và D là A, B, C đều đúng. Thế ta nhớ lại rằng là nếu ma trận A mà khả nghịch thì tương đương với định thức của A khác 0 và tương đương với hạng của A bằng cấp của A. Đây là một cái định lý. Thế nhìn vào cái định lý này thì mình thấy là mình có thể sử dụng cái phần nào của định lý để giải quyết câu 32 này. Em thấy nha. Ở đây mình có nè. Nếu mà hạng của A bằng cấp của A thì định thức của A phải khác 0. Nếu A là ma trận vuông. Thì người ta cho mình A là ma trận vuông cấp 4 mà hạng của nó chỉ là 3 thôi. Như vậy rõ ràng là hạng của A nó khác cấp của A, nó bé hơn cấp của A. Vậy thì sao? Thì nếu mà mình phủ định mệnh đề này, tức là mình phủ định mệnh đề này, có nghĩa là nếu như RA mà khác cấp của A thì định thức của A nó phải bằng 0. Vậy là mình thấy câu C đúng. Câu C đúng. Thế ở đây giải thích thêm cho các em nghe là tại sao mà A, B thì nó lại sai nè. Ở đây là họ đến lừa mình thôi. Tức là cái hạng của A nó không phải là định thức của A. Cái RA thì nó khác đét A. Ví dụ như là mình thấy có những cái định thức ma trận cấp 2 thôi, nhưng mà định thức của nó tính nó lên có thể bằng 100 chẳng hạn. Cho nên là cái RA thì nó khác cái đét A. Nên A nó sai. Tương tự như vậy thì B nó cũng sai. Chúng ta xét câu 33. A và B là hai ma trận vuông cấp 4 khả nghịch. Mệnh đề nào sau đây đúng? Mệnh đề A. Hạng của cái ma trận nghịch đảo của ma trận tích A nhân B bé hơn 4. Mệnh đề B nói rằng là hạng của ma trận A thì bằng hạng của ma trận nghịch đảo của ma trận B. Mệnh đề C nói là tích của hai cái hạng ma trận nghịch đảo của A và ma trận nghịch đảo của B là 1/16. Và D là A, B, C đều sai. Thế ở đây nó có liên quan đến ma trận khả nghịch nè, rồi liên quan đến hạng nè. Thì chúng ta nhớ lại cái định lý mà hồi nãy mới nêu đó. A khả nghịch là tương đương với định thức của A khác 0 và tương đương với lại hạng của A bằng cấp của A. Và thứ hai nữa, mình biết là nếu A mà khả nghịch thì tương đương với A trừ 1 khả nghịch. Là tại vì sao? Nếu A khả nghịch thì nó A có ma trận nghịch đảo. Ma trận nghịch đảo của nó là A trừ 1. Mà ma trận nghịch đảo của A trừ 1 cũng là A. Cho nên cái chuyện A khả nghịch nó tương đương với A trừ 1 khả nghịch. Ta sử dụng hai cái chuyện này để làm câu 33 này. Thế trong những mệnh đề họ cho mệnh đề nào đúng? Mệnh đề thứ nhất thì em thấy A là ma trận vuông cấp 4, B là ma trận vuông cấp 4. Như vậy tích của nó là một cái ma trận vuông cấp 4. Và do A và B họ cho khả nghịch cho nên là định thức của A khác 0. Đây, định thức khác 0. Định thức của B khác 0. Mà định thức của A nhân B thì bằng định thức của A nhân định thức của B. Như vậy là cái định thức của ma trận tích A nhân B này là khác 0. Cho nên A nhân B này nó khả nghịch. Cho nên có tồn tại cái AB mũ trừ 1. Và lúc đó mình biết rằng là ma trận tích A nhân B nó có cấp là 4. Mà nó khả nghịch. Khả nghịch cho nên là cấp của nó thì bằng hạng của nó. Như vậy là cái hạng của ma trận AB mũ trừ 1 này nó phải là 4. Họ cho nhỏ hơn 4 là sai rồi. Lập luận tương tự thì em có A đó trừ 1, nó là một cái ma trận vuông cấp 4 mà nó khả nghịch cho nên là hạng của nó là 4. Tương tự như vậy thì B mũ trừ 1 thì hạng của nó cũng phải là 4. Nên tích này nằm ở nếu chính xác nó phải là 16 chứ không phải là 1/16. Cái này là họ đánh lừa mình thôi. Vậy câu nào thì đúng? Câu B đúng. Bởi vì sao? A là một cái ma trận vuông cấp 4 khả nghịch. Đây, A khả nghịch thì hạng của A bằng cấp của A. Như vậy là RA bằng mấy nè? RA bằng 4. B là một cái ma trận vuông cấp 4. Ma trận nghịch đảo của nó cũng là một cái ma trận vuông cấp 4 và khả nghịch. Tại vì B khả nghịch thì B trừ 1 khả nghịch. Đây, định lý đây. Mà nếu khả nghịch thì sao? Khả nghịch thì hạng của B bằng cấp của B.
Như vậy thì RB trừ 1 cũng là 4. Vậy thì ta có hai bên này đều bằng 4 cho nên bằng nhau. Vậy thì B đúng. Em thấy là những câu này á, là người ta ôn tập cho mình cái tính chất, cái định lý. Mình chưa có tính toán gì hết, một cái ma trận cụ thể coi hạng là bao nhiêu, chỉ dựa vào những cái tính chất và định lý để trả lời câu hỏi thôi. Câu 34, cho một cái ma trận A, cụ thể ma trận vuông cấp 3. Câu hỏi là hạng của A là bao nhiêu, là 1, là 2. Câu C là định thức của A khác không. Câu D là A, B, C đều sai. Bây giờ muốn tính định thức của A, muốn tính hạng của A thì ta làm sao? Trong này có hạng của A. Thì hồi nãy mới nhắc với các em là muốn tìm hạng của A thì hoặc là chúng ta sẽ dùng định nghĩa, tức là xem thử trong cái số những cái định thức con khác không á, thì cấp cao nhất của định thức con khác không là bao nhiêu, thì ta suy ra cái hạng của A. Hoặc là ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, gồm có những phép biến đổi như là đổi chỗ hai dòng cho nhau, nhân một dòng với số khác không, hoặc là cộng vào một dòng, k lên một dòng khác, để đưa cái A này về mặt trận bậc thang, rồi đếm số dòng khác không của mặt trận bậc thang để suy ra là hạng của A. Vậy ở đây nè, chúng ta dùng phép biến đổi sơ cấp. Để đưa vào bậc thang thì em thấy nè, cái dòng thứ nhất là tốt rồi. Cái dòng thứ hai á là chưa tốt. Bởi vì sao mà chưa tốt? Là bởi vì cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ hai không được nằm trên cùng một cột với lại dòng, cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên đó. Cái chỗ này phải là số 0. Cái việc này chúng ta làm rất là nhiều trong cái bài học phía trước. Thế bây giờ muốn cho số trừ 1 này thành số 0, có phải là mình lấy dòng 2 cộng dòng 1 không? Mục đích là để trừ 1 cộng 1 là 0 đó. Thế khi em lấy dòng 2 em cộng dòng 1 thì chỗ này em được số 0. Chỗ này được là trừ 1 và chỗ này được trừ 2. Rồi. Đến đây nè, dòng 1 với dòng 2 nó thỏa được cái yêu cầu của mặt trận bậc thang rồi. Đó là phần tử khác không đầu tiên bên trái dòng dưới nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng phía trên nó. Nhưng mà dòng 2 với dòng 3 là chưa được. Có đúng như vậy không? Bởi vì số 1 này nè, là phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng thứ ba, nó không thể nằm trên cùng một cột với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2 là số trừ 1. Như vậy chúng ta làm sao nè? Có phải là chúng ta lấy dòng 3 cộng với dòng 2 không? Khi lấy dòng 3 cộng với dòng 2 giữ nguyên hai dòng đầu thì ta có 0 cộng 0, chỗ này là số 0 nè. 1 cộng với trừ 1, chỗ này là 0. 2 cộng với trừ 2 là số 0. Đến đây rồi thì em thấy rằng là người ta đã đưa được cái ma trận A ban đầu về cái ma trận bậc thang. Đây là ma trận bậc thang. Dòng bằng 0 nó nằm phía dưới các dòng khác không. Đó. Đối với các dòng khác không thì phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới nó nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng ở trên đó. Đến đây bây giờ muốn tìm hạng của A thì chúng ta chỉ việc đếm các cái dòng khác không của mặt trận bậc thang này. Thì ma trận bậc thang này có hai dòng khác không, là dòng 1 với dòng 2. Hạng của ma trận này là 2, mà các phép biến đổi sơ cấp nó không làm thay đổi hạng ma trận, như vậy là hạng của A cũng là 2. Vậy thì ta có B đúng. A nói là RA bằng 1 là sai rồi. Còn định thức của A khác không là sai, bởi vì nếu định thức này mà tính ra thì nó bằng 0. Vì sao? Bởi vì nó có một dòng bằng 0. Câu đúng là câu B. Câu 35, họ cũng cho mình một cái ma trận, bây giờ là ma trận vuông cấp 4, cho một cái ma trận cụ thể. Câu hỏi đặt ra cũng là tính hạng của ma trận này. Hạng của A là 2, là 3. Xin lỗi chỗ này đó, thầy mình đánh nhầm. 2, 3, C là mình là 4 ha. C là 5 đi, đây là 4, C là 5. Ở đây thầy có sự nhầm lẫn giữa hai cái B với C. C là 5 nha. Rồi. Bây giờ mình muốn tính hạng của A thì sao? Thì chúng ta cũng làm như hồi nãy. Ta dùng phép biến đổi sơ cấp và đưa A về bậc thang. Hoặc là chúng ta dùng định nghĩa. Thì trong trường hợp bài này, người ta nhìn vào đây người ta thấy nè, định thức của A nó bằng 0. Vì sao bằng 0? Là bởi vì
cái cột thứ ba và cái cột thứ tư này nó giống nhau. Một cái định thức mà nó có hai cột giống nhau thì định thức nó bằng không. Như vậy là định thức của A nó bằng không. A là một cái ma trận vuông cấp 4 có định thức nó bằng không, như vậy thì hạng của A chắc chắn là phải bé bằng 4 rồi. Đúng chưa? Hạng của A nhỏ hẳn hơn 4. Đúng rồi. Là tại vì định thức con cấp cao nhất của A là cấp 4 mà định thức nó bằng không rồi. À, như vậy hạng A nhỏ hơn 4. Vậy thì hạng của A tối đa là bằng 3. Vậy thì nếu như mà trong cái ma trận A này mình lôi ra được một cái định thức con cấp 3 nào đó mà khác không, thì ta có thể kết luận ngay hạng của A là 3. Thế nhìn vào đây mình chọn ra một cái định thức con cấp 3 khác không? Các em thấy được cái đó chưa? Đây. Chọn cái định thức con này. Rồi ta lôi nó ra bên ngoài. Thế định thức cấp 3 này nè, vì sao nó khác không? Là tại vì đây là định thức của ma trận tam giác. Mà theo định nghĩa thì định thức ma trận tam giác bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính, tức là 3 nhân 1 nhân 2 bằng 6, khác không? Ta nói rằng là hạng của A đó thì nhỏ hơn 4, tức là tối đa là 3, mà có một cái định thức con cấp 3 khác không? Vậy kết luận ngay hạng của A là 3. Như vậy thì ta suy ra hạng của A bằng 3. Như vậy thì C đúng. C là 3. Như vậy thì ta coi thể đến nhầm ở chỗ này ha. Nhầm chỗ này. Như vậy là qua cái câu 33 với 34, 34 với 35 thì các em thấy là người ta nhắc mình cái gì nè. Nếu hai câu đầu là nhắc đến những cái tính chất, mình chỉ sử dụng tính chất thôi để suy ra hạng, thì câu 34, 35 là họ nhắc lại cho mình cách tìm hạng của một ma trận vuông. Hạng của ma trận tổng quát ở đây là ma trận vuông. Thì mình dùng hoặc là phép biến đổi sơ cấp trên dòng, đưa nó về bậc thang giống câu 34, hoặc là dùng định nghĩa cũng được. Nếu mà mình thấy được ngay được một cái định thức con cấp cao nhất khác không. Cho A là một cái ma trận vuông cấp 4. Trong cái ma trận này, các phần tử của nó có chứa tham số M. Câu đặt ra là hạng của A bằng 3 khi M bằng 0, M bằng 1, M tùy ý, hay là không tồn tại M nào để hạng của A bằng 3. Thế bây giờ ta làm sao? Ta dùng phép biến đổi sơ cấp đưa A về bậc thang. Cái việc mà tìm hạng mà dùng phép biến đổi sơ cấp là một cách làm chính, cách làm mạnh nhất, mạnh hơn là việc dùng định nghĩa. Thế bây giờ muốn đưa bậc thang thì giữ nguyên dòng 1 này. Em thấy nè, các cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của các cái dòng số 2, số 3 và số 4 này nè, cần thiết phải làm cho nó bằng không nè. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy dòng 2 trừ dòng 1. Chỗ này là số 0. Chỗ này là M. Chỗ này là 0. Chỗ này là M bình phương trừ M. Ta vừa lấy dòng 2 trừ dòng 1. Để số 6 thành số 0 thì mình sẽ lấy dòng 3 trừ 2 lần dòng 1. Chỗ này là số 0. Đây là số 0. Đây là số 2. Lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1 thì ta được là 1 trừ M. M cộng 1 mà trừ đi 2 M, chỗ này em được là 1 trừ M. Để số 9 này thành số 0 thì ta sẽ lấy dòng 4 trừ đi 3 lần dòng 1. Thì chỗ này nó là số 0. Để tính toán thôi. Chỗ này là số 0. 0 mà trừ đi 3 lần 0, chỗ này là số 0. Rồi dòng 4 trừ 3 dòng 1, tức là lấy 4M mà trừ đi 3M, chỗ này là M. Thế em nhìn vào đây em thấy là được bậc thang rồi đúng không nè. Thế bây giờ người ta muốn cái gì? Họ muốn là hạng của A bằng 3, tức là họ muốn rằng là cái ma trận này nó chỉ có 3 dòng khác không mà thôi. Thế em thấy nha, dòng thứ nhất khác không chưa? Chắc chắn khác không, bởi vì nó có cái phần tử này là 3, luôn luôn khác không rồi. Cái dòng số 3 chắc chắn khác không rồi, bởi vì nó có cái số 2 này khác không, bất chấp M là bao nhiêu nó khác không rồi. Còn cái dòng số 2 và dòng thứ 4 thì nó có chữ M, cho nên nó có thể bằng không, có thể khác không.
Vậy thì bây giờ mới có hai cái dòng khác không thôi, mình muốn có ba dòng khác không, bởi vì hạng bằng ba mà, cho nên mình thử cho m khác không. À, thì mình cần là m khác không đúng không nào? Vậy nếu m bằng không thì có được không? Chúng ta thấy nè, nếu như m này mà nó khác không thì lúc đó cái dòng thứ tư khác không và dòng thứ hai nó cũng khác không luôn, bởi vì chỗ này là khác không rồi. Như vậy hạng sẽ là 4. Còn nếu m bằng không thì dòng thứ tư nó bằng không mà dòng thứ hai m bằng không thì nguyên dòng hai này cũng bằng không luôn. Vậy thì lúc đó dòng 2 và dòng 4 là dòng bằng không. Chỉ có hai dòng khác không là dòng 1 với dòng 3 thì hạng của nó là 2 chứ không phải là 3. Như vậy là trong cả hai trường hợp m bằng không hay m khác không thì hạng của nó không thể là 3 hoặc là 2 hoặc là 4. Như vậy thì trong bốn mệnh đề này ta chọn mệnh đề D là không tồn tại cái m nào để cho hạng bằng 3. Đó là câu 36. Cho A là một cái ma trận, số hạng cũng có tham số, các phần tử có tham số giống như là trong câu 36. Câu hỏi là hạng của A bằng 3 khi nào? M bằng 0, M bằng 1, M bằng 0 và M bằng 1, hai giá trị. Hay là không tồn tại giá trị nào của M để hạng bằng 3? À, vấn đề đặt ra nó cũng gần giống như câu 36. Chúng ta sẽ dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa A về bậc thang. Ta giữ nguyên dòng 1. Rất đơn giản, thấy cần phải lấy dòng 2 trừ đi 5 lần dòng 1 để cho số 15 thành số 0. Lấy dòng 3 trừ dòng 1 để này thành số 0. Và lấy dòng 4 trừ 3 lần dòng 1. Khi lấy dòng 2 trừ 5 lần dòng 1 thì ở vị trí này ta được số 0. Chỗ này là số 1. Chỗ này là số 0. 7 mà trừ đi 5 mà chỗ này là số 2. Bước thứ hai là lấy dòng 3 trừ dòng 1 như lập luận vừa rồi đó thì chỗ này là số 0. Đây là 0. Dễ thấy đây là m và đây là 1, 2 trừ 1 đây là 1. Dòng 3 à dòng 4 thì phải trừ đi 3 lần dòng 1. Chỗ này là số 0. 3m mà trừ đi 3m cho nên vị trí này là số 0. Rồi 0 mà trừ đi 3 lần số 0 thì cũng là số 0 thôi. M cộng 2 mà trừ đi 3. Chỗ này là M trừ 1. Đến đây ta cũng được. Nó là một cái bậc thang rồi. Người ta yêu cầu mình cái gì? Người ta yêu cầu mình là hạng của A bằng 3. Thì em thấy nè, dòng thứ nhất khác không vì đã có phần tử 3 khác không với mọi em. Dòng thứ hai khác không, rõ ràng rồi, một khác không đây. Còn hai dòng cuối này nè, hai dòng cuối này thì rất tùy theo cái giá trị của m mà cái dòng thứ tư này có thể bằng không hoặc khác không. Nó sẽ bằng không khi m bằng 1. Như vậy thì bây giờ mới có hai dòng khác không thôi, bây giờ mình cần có ít nhất thêm một dòng khác không nữa, mình cần có một dòng khác không nữa, mình có một dòng khác không thì như vậy ta làm sao? Ta thử m bằng 1. Thì mình thử m 1 mình thấy nó đúng. Vì sao? Bởi vì khi m bằng 1 thì chỗ này bằng không, dòng thứ tư bằng không, dòng thứ ba khác không, kết hợp với hai dòng trên khác không nữa, như vậy là ma trận bậc thang này có ba dòng khác không, cho nên hạng là 3. Vậy là m bằng 1 đúng, như vậy là có khả năng là câu B đúng hoặc là câu C đúng. Ở đây trong câu C họ có gợi ý là m bằng 1 hoặc m bằng 0, ta mới thử thêm trường hợp m bằng 0 xem như thế nào. Thì khi m bằng 0, mình thế m bằng 0 vào trong cái ma trận này thì ta được này m à, chỗ nào mà chữ m bây giờ thế bằng số 0. Ở dưới này đó m là 0 cho nên chỗ này là trừ 1. Thế cái ma trận này nè, khi mình thế m bằng 0 vô ta được cái ma trận như thế này. Mình có thể kết luận ma trận này có hạng là 4 hay không. Thì cái chỗ này là có nhiều em hay nhầm lẫn nè. Dòng thứ nhất khác không, dòng thứ hai khác không, dòng thứ ba khác không, dòng thứ tư khác không. Nhưng dòng thứ ba, dòng thứ tư nó chưa thỏa mãn là ma trận bậc thang, bởi vì là hai cái phần tử khác không nó nằm trên cùng một cột này. Như vậy thì muốn đưa cái ma trận này về bậc thang, các em biết làm sao không?
chúng ta sẽ lấy dòng thứ tư cộng với dòng thứ ba. Khi cộng như vậy thì trừ 1 cộng 1 là bằng 0, dòng thứ tư sẽ biến thành dòng bằng 0. Và như vậy thì sao? Thì ta được 3 dòng khác không. Vậy có nghĩa là khi m bằng 0 thì ta cũng được một cái ma trận có hạng là 3, bởi vì có 3 dòng khác không. Như vậy là m bằng 0 cũng đúng. Vậy là chọn mệnh đề C. Ở đây các em lưu ý ha, có cái chỗ vừa rồi đó là cái dòng thứ 3 với dòng thứ 4 đó, hai dòng đó đều là hai dòng khác không đó. Chỗ này là dễ nhầm lẫn lắm. Vì ta kết luận rằng là hạng là bằng 4 là chưa được. Là bởi vì muốn kết luận hạng bằng 4 thì đầu tiên nó phải bậc thang cái đã. Thế vừa rồi thì cái vị trí của phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 3 dòng 4 nằm trên cùng một cột, cho nên mình không kết luận được hạng là 4 vì nó chưa bậc thang. Ta phải làm thêm một cái động tác nữa, đó là cộng cái dòng 4 vào dòng 3 để cái dòng 4 trở thành dòng bằng 0. Các em lưu ý. Câu 38. Như vậy là bắt đầu từ câu 38 là chúng ta chuyển qua ôn tập về cái hệ phương trình tuyến tính. Thế đối với hệ phương trình tuyến tính thì các em cần phải nhớ gì? Thứ nhất là các em cần phải nhớ cái điều kiện có nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính. Điều kiện đó là hạng của ma trận hệ số nó phải bằng hạng của ma trận hệ số mở rộng. Tức là RA nó phải bằng RA ngang đó. Mà nó cụ thể hơn nữa đó, tức là nếu cái RA bằng RA ngang mà nó bằng cái số ẩn của cái hệ phương trình đó thì mình kết luận là hệ có nghiệm mà là có nghiệm duy nhất. Còn nếu RA nó bằng RA ngang là có nghiệm rồi đó. Nhưng mà nếu như hai đứa này nó nhỏ hơn số ẩn thì kết luận là hệ có vô số nghiệm. Còn nếu như mà hạng của A và hạng của A ngang nó khác nhau thì ta kết luận là hệ phương trình vô nghiệm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta phải nhớ cái cách để mà giải cái hệ phương trình tuyến tính. Chúng ta có hai cách được học trong các buổi học trước, đó là phương pháp Gauss và phương pháp Ramée. Phương pháp Ramée là chỉ dùng khi nào mà cái số phương trình và số ẩn nó bằng nhau. Còn phương pháp Gauss thì cái hệ phương trình của mình nó như thế nào cũng được. Nội dung của nó là ta biến đổi sơ cấp trên dòng, đưa cái ma trận hệ số mở rộng A ngang về một cái ma trận bậc thang. Thì từ cái ma trận bậc thang đó chúng ta mới lập ra một cái hệ phương trình tuyến tính mà nó tương đương với hệ ban đầu. Có nghĩa là cái nghiệm của hai cái hệ ban đầu với là cái hệ mới đó nó y như nhau. Thì căn cứ vào cái nghiệm của hệ mới, chúng ta sẽ biết được cái nghiệm của cái hệ phương trình người ta cho lúc ban đầu là như thế nào. Chúng ta thử ôn lại cái đó bằng những ví dụ cụ thể sau đây. Câu 38 cho một cái hệ phương trình tuyến tính. Ở đây vì có x, có t, có m, họ nói ẩn là x. Như vậy là t và m ở đây là tham số. Câu hỏi đặt ra là hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương án A là m bằng 0 còn t tùy ý, B là m bằng 2, t tùy ý, C là m tùy ý còn t bằng 0, D là m và t tùy ý. Thế khi mình đọc cái đề như thế này, các em thấy câu hỏi là gì? Hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Hệ này có mấy phương trình? Có hai phương trình. Có mấy ẩn? Hai ẩn. Như vậy là có thể dùng Ramée được. Đương nhiên là Gauss thì lúc nào cũng được rồi, nhưng mà Ramée có thể được. Bây giờ Ramée có thể được, nhưng mà câu hỏi như vậy nó có sử dụng được một cách có hiệu quả Ramée không? Thì ở đây họ hỏi là có nghiệm duy nhất. Thì các em nhớ lại trong những buổi học trước á, tôi có nói rằng là Ramée sử dụng rất tốt trong trường hợp mà hệ phương trình có cái số phương trình bằng số ẩn mà câu hỏi đặt ra là có nghiệm duy nhất. Là tại vì sao? Có nghiệm duy nhất là mình chỉ có một yêu cầu thôi, đó là định thức của ma trận hệ số khác không. Vậy thì đây, chúng ta tiến hành làm cái việc đó. Ta tính định thức của ma trận hệ số. Hệ số là sin t nè, cos t, dòng thứ nhất. Dòng thứ hai là cos t trừ sin t. Định thức là định thức cấp 2, tính rất dễ. Tích các phần tử trên đường chéo chính
trừ tích các phần tử trên đường chéo phụ, có nghĩa là trừ sinh bình rồi trừ đi cos bình, tức là trừ 1. Như vậy là mình vừa tính ra định thức của ma trận hệ số nó bằng trừ 1, nó luôn luôn khác không với bất kỳ t nào, bất kỳ m nào. Như vậy là hệ này sẽ có nghiệm duy nhất với mọi m, với mọi t, m và t tùy ý. Định thức của A khác không với mọi m và t. Như vậy thì phương án mình cần chọn đó là phương án D. Em theo kịp không? Chúng ta tiếp tục với câu 39, cũng là một cái hệ phương trình tuyến tính. Ở đây người ta cho mình một cái hệ phương trình gồm có 3 phương trình và có 4 ẩn x, y, z, t, tham số là m. Câu hỏi đặt ra là tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì ta được kết quả sau đây nè: m tùy ý, hay là m bằng 0, hay m bằng 2, hay là không tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất. Thế cái này mình thấy rằng grammar là không được rồi ha, tại vì ở đây là số phương trình nó khác số ẩn, mình chỉ có 3 phương trình thôi mà có đến 4 ẩn. Thế nếu mà cần phải biến đổi mà giải thì phải dùng Gauss. Nhưng bây giờ trước khi biến đổi, ta nhớ lại là muốn cho hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì ta cần cái điều kiện gì? Có phải là ta cần hạng của A, tức là hạng của ma trận hệ số đó, nó bằng hạng của A ngang, tức là hạng của ma trận hệ số mở rộng, và bằng số ẩn không? Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi RA bằng RA ngang và bằng số ẩn là 4. Đó. Nhưng ở đây cái ma trận hệ số A của mình nè, nếu mình viết ma trận hệ số A ra thì nó là một cái ma trận có mấy dòng và mấy cột? Nó có 3 dòng, đúng chưa? Mấy cột? Nó có 4 cột. Bởi vì mình có 4 ẩn mà, cho nên có 4 cột. Ta có nè, hạng của ma trận hệ số A. Ma trận hệ số A là một cái ma trận 3 dòng và 4 cột. Vừa rồi ở trong cái câu phía trên cũng có nói rằng là nếu mà ma trận A mà cấp 3 nhân 4 thì hạng của A đó không thể nào vượt quá cái số dòng hoặc số cột của nó được. Tức là hạng của A không thể vượt quá số 3. Hạng của A bé bằng 3, 3 thì nhỏ hơn 4, như vậy là hạng của A nó phải nhỏ hơn 4. Vậy thì ta không thể nào có cái hạng của A bằng 4 được với bất kỳ m nào. Như vậy là không cần biến đổi gì hết, chỉ cần thuộc cái điều kiện có nghiệm thì chúng ta thấy ngay là hệ phương trình này không thể nào có nghiệm duy nhất với mọi m, bởi vì hạng của A không bao giờ bằng 4 với bất kỳ m nào. Như vậy chúng ta chọn phương án D. Đó. Câu 40. Cho một hệ phương trình 3 phương trình 3 ẩn có chứa tham số. Câu hỏi là hệ phương trình này nó vô số nghiệm khi và chỉ khi nào? M tùy ý, m bằng 0, m bằng 2, m bằng trừ 2. Hệ này nó có 3 phương trình 3 ẩn. Như vậy nếu mà cần biến đổi thì cả hai phương pháp Gauss và Cramer đều có thể dùng được. Thế ở đây, câu hỏi đặt ra là vô số nghiệm. Thế các em nhớ lại là đối với lại phương pháp Cramer đó thì chúng ta không có biết một cách chính xác rằng hệ nó sẽ vô số nghiệm hay là hệ vô nghiệm. Khi mà cái D bằng 0 và các cái DI mà bằng 0 luôn á, thì người ta chỉ kết luận được rằng là hoặc là vô số nghiệm hoặc là vô nghiệm thôi. Còn cụ thể là lúc đó chính xác đang là vô nghiệm hay là vô số nghiệm thì chịu. Bây giờ chúng ta thử dùng cái phương pháp Gauss, ta biến đổi sơ cấp. Đây là cái ma trận hệ số mở rộng. Ta dùng phép biến đổi sơ cấp, ta giữ nguyên dòng 1. Bây giờ để đưa về một cái bậc thang thì ta là cần làm cho chỗ này bằng 0, cho nên bằng 0 nè. Như vậy thì ta lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1. Lúc đó chỗ này là 0, cho nên là trừ 7, trừ 3 mà trừ đi 2 lần trừ 2, tức là trừ 3 với trừ 4 là trừ 7. Dễ dàng thấy được cái này là trừ 5 và chỗ này là trừ m.
muốn cho trừ 3 là số 0 thì ta lấy dòng 3 ta cộng với 3 lần dòng 1 thì lúc đó tính toán rất đơn giản, em thấy chỗ này là số 0 này. À, chỗ này là số 7, chỗ này là số 5, à, chỗ này là m. Ví dụ đây ha, em lấy trừ 4 mà em cộng với lại 3 lần số 3 tức là cộng với 9, à, ra số 5. Thì đến đây là chưa được bậc thang, phải không nào? Tại vì là hai cái dòng dưới này nè, thì phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 2 và phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng 3 nó nằm trên cùng một cột là không được. Vậy bước tiếp theo làm gì nè? Có phải là lấy dòng 3 cộng với dòng 2 không? Chỉ cộng như vậy thì dòng thứ 3 bằng 0. Vậy thì đây là bậc thang rồi đó. Câu hỏi đặt ra là hệ phương trình vô số nghiệm. Thì ta biết rằng là muốn hệ có vô số nghiệm thì sao? Hệ vô số nghiệm khi mà RA bằng RA ngang và nhỏ hơn số ẩn. Thì ở đây RA là bao nhiêu? Hạn của ma trận hệ số thì bằng hạn của cái ma trận bên tay trái này nè. Đó là 2. Tại vì có hai dòng khác không? Mà hạn của A ngang thì bằng hạn của cái ma trận lớn này nè. Thì cũng bằng 2 bởi vì có hai dòng khác không? Như vậy ta có RA bằng RA ngang. Và rõ ràng là nó bằng 2 thì nó nhỏ hơn là số ẩn. Với số ẩn này là 3. Như vậy ta có RA bằng RA ngang nhỏ hơn 3 với mọi m. Như vậy rõ ràng là hệ này có vô số nghiệm với mọi m. Vậy phương án đúng là phương án A. À. Câu 41. Chúng ta cũng tiếp tục ôn hệ phương trình tuyến tính. Câu hỏi là hệ phương trình vô nghiệm khi nào? Thì câu 39 thì hỏi nghiệm duy nhất, rồi câu 40 vừa rồi thì hỏi vô số nghiệm, còn cái này ôn lại là hệ vô nghiệm. À, chúng ta ôn tập cho nó đa dạng như vậy. Hệ phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi phương án A là m tùy ý, phương án B là m bằng 0, phương án C là m bằng 2, phương án D là m bằng trừ 2. Chọn phương án nào? Thế như vừa rồi mới lập luận với các em là khi mà người ta hỏi vô nghiệm hoặc là hỏi cụ thể vô số nghiệm thì phương pháp Ramey nó hơi bế tắc. Chúng ta dùng Gauss. Ta đưa cái này về bậc thang bằng cách là giữ nguyên dòng thứ nhất. Dễ thấy rằng cần phải lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1 để số 2 này bằng 0. Lúc đó ta được, ở đây là số 0. Lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1, chỗ này ta được trừ 7, à, chỗ này trừ 5, chỗ này là trừ m trừ 4. Lấy dòng thứ 3 cộng với 3 lần dòng thứ nhất để cái này bằng 0 nè, thì em được chỗ này là số 0, à, chỗ này là số 7, chỗ này là số 5, có đúng chưa? Và chỗ này là m cộng 6. Cái này chưa phải bậc thang. Muốn bậc thang thì sao nè? Mình sẽ lấy dòng thứ 3 mình cộng với dòng thứ 2 thì kết quả cái này là sẽ là số 0. Dễ thấy ha, đây số 0 và đây là số 2. Thế nhìn vào đây em thấy làm sao? Em thấy là hạn của cái ma trận bên tay trái này nè, bao nhiêu? Là 2. Tức là hạn của ma trận hệ số là 2. Hạn của ma trận hệ số mở rộng là bao nhiêu? Là 3. Tại vì cái dòng này khác không luôn nè. Như vậy là mình thấy rằng là hạn của A và hạn của A ngang nó khác nhau với mọi m. Có nghĩa là hệ này nó vô nghiệm với mọi m. RA nhỏ hơn RA ngang. À, lúc nào nó cũng nhỏ hơn, cho nên là hệ này vô nghiệm với mọi m. Vậy ta chọn phương án A. Nếu mình khéo léo thì mình có thể làm nhanh hơn như thế này nè. Các em xem là cách thứ hai, đây là cái hệ phương trình nè. Câu hỏi đặt ra là như vậy đây nè, chọn phương án nào nè. Thế em thấy là nếu mình lấy dùng phương trình 1 cộng phương trình 2 cộng phương trình 3 cộng 3 cái lại với nhau thì bên đây là 0x, 0y, 0z, còn bên đây là số 2. Thì nhìn vô thấy 0x cộng 0y cộng 0z bằng 2 là thấy nó vô lý rồi. Nó không đúng với bất kỳ x, y, z nào. Như vậy là hệ này vô nghiệm rồi. Với mọi m, chọn phương án A. Đó. À, các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa ôn tập xong hai cái nội dung là hạn của ma trận và hệ phương trình tuyến tính, tức là hai cái nội dung cuối cùng của chương 1. Và tôi hy vọng rằng là qua những buổi ôn tập này, các em đã nắm rất vững cái kiến thức của chương 1 để làm cái tiền đề học tiếp. Hai chương phía sau là chương không gian vector và chương tính xảo tuyến tính. Hy vọng các em sẽ ôn tập tốt. Thân ái chào các em.